35 năm sau tiếng vọng Tara Fergie khét tiếng vang lên tại khán đài Stamford Bridge, những người hâm mộ United đến xem trận đấu đó đã học được từ những sai lầm của họ trong quá khứ. Và một truyền thống đáng ngợi khen đã được ra đời tại sân vận động thế kỷ Old Trafford. Gần 4 thế kỷ sau, lại một thất bại khác, một sự sỉ nhục khác và một màn trình diễn tệ hại khác. Lần này là trước Tottenham Hotspur, được kết thúc bằng tiếng hô vang ủng hộ từ khán đài Stamford Bridge. Tại sao bầu không khí tại nhà hát của những giấc mơ lại không đen tối như nhiều người dự đoán? Có phải là do những Manusians đã quá quen với viễn cảnh thất vọng này? Hay còn điều gì mập mờ đằng sau? Có lẽ những bài hát được sướng lên sau 90 phút đau đớn đó không dành cho hoạt động hiện tại, không dành cho những cầu thủ vô hồn khoác lên mình màu áo đỏ linh thiêng. Thay vào đó, chúng dành cho chính Manchester United, câu lạc bộ và ý nghĩa của họ. Và đặc biệt, trong thời đại cạnh tranh này, lịch sử chính là điều cần lưu giữ nhất. Tuy nhiên, tiếng hô vang không nhắm vào chiếc ghế nóng đang lung lay dữ dội của huấn luyện viên người Hà Lan. Bất kể những nghi ngờ riêng tư của họ về ông ấy, không ai trong sân vận động hát lên Ten Hag out. Mặc cho có một tiếng ồn ào rất khác trên phương tiện truyền thông xã hội, ở đó, sự tức giận vào đêm chủ nhật rất lớn, kéo dài và rất có mục tiêu. Trên các trang mạng xã hội, tất cả đều chỉ đích danh một cái tên, đó là Erik Ten Hag. Những người theo dõi từ xa trên truyền hình biết chính xác những gì cần thiết. Sa thải người quản lý, ông ta không đủ trình độ, ông ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hãy đưa người khác vào đi, bất kỳ ai. Vâng, nhưng ngoại trừ Gareth Southgate. Nhưng bên trong sân Old Trafford, không có cuộc nổi loạn bằng lời nói nào cả. Rất yên bình, không có sự khăng khăng hô vang đòi sa thải Erik Ten Hag. Trên khán đài, chỉ có thứ âm thanh trầm lắng của những tiếng thở dài khi chứng kiến một màn trình diễn thảm hại tiếp theo ở dưới sân. Điều đó không có nghĩa là không có sự bất mãn nào trong số những người đã chi phần lớn thu nhập của mình để mua tấm vé theo dõi trực tiếp các trận cầu của Quỷ Đỏ. Tiếng tặc lưỡi, tiếng thở dài và nói với anh chàng ngồi cạnh rằng đây là màn trình diễn tệ nhất của United kể từ cũng mới đây thôi, là trận đấu với Liverpool vài tuần trước ở khắp mọi nơi. Chắc chắn là có một điệp khúc lao ó trong giờ nghỉ giải lao, một sự bùng nổ của sự thất vọng trùng. Và có thể lập luận rằng không cần phải nói gì thêm rằng những bức ảnh về những người ra về trước tiếng còi kết thúc trận đấu đã nói lên đủ lớn về sự tàn rã nhanh chóng của niềm tin vào người đàn ông hói đầu đến từ Hà Lan này. Nhưng một lần nữa xin nhắc lại, không có lúc nào có một lời chỉ trích từ tập thể hướng thẳng về huấn luyện viên. Đó là điều sẽ không bao giờ được nghe thấy tại sân Old Trafford. Những người thực sự đến xem các trận đấu từ lâu đã cố gắng hết sức để làm theo chỉ dẫn của bậc thầy Sir Alex Ferguson, người đã định nghĩa rất cụ thể vai trò của mình trong bài phát biểu nghỉ hưu trên sân vận động này. Nhiệm vụ của các bạn là hỗ trợ huấn luyện viên, chứ không phải chỉ trích họ. Quan điểm của Ferguson là sự kiên nhẫn của phần lớn các cổ động viên với ông trong thời kỳ tồi tệ trong quá khứ rõ ràng đã được đền đáp xứng đáng. Biểu ngữ tung bay ở Scarborough End vào mùa thu năm 1989 từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự đánh giá sai lầm của người hâm mộ. Hãy tưởng tượng rằng nếu câu lạc bộ làm theo những gì đám đông quá khích ấy yêu cầu và nói ra vào thời điểm đó, Tara Fergie, đại loại là hãy sa thải Fergie đi. Hãy nghĩ xem Man United và thế giới bóng đá sẽ bỏ lỡ điều gì nào. Vì vậy, ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của David Moyes, trong những khoảnh khắc buồn tẻ nhất của Louis van Gaal, trong sự hỗn loạn của Ole Gunnar Solskjaer, những người hâm mộ đội nhà đã làm hết sức mình để làm theo lời chỉ dẫn của Ferguson và ủng hộ người đàn ông của họ, hoặc ít nhất là ngồi im, ngậm miệng và giữ sự nghi ngờ cho riêng mình. Đây là cách tiếp cận từ lâu đã khiến những người tuyên bố có liên hệ với United bối rối khi họ luôn chỉ trích câu lạc bộ cũ của mình trên các kênh truyền thông thời hiện đại. Họ đại diện cho hệ tư tưởng muốn biến sân vận động thành lò phản ứng với các huấn luyện viên khi đội bóng thi đấu không như mong muốn. Sự mất kết nối ngày càng gia tăng giữa những người hâm mộ đến sân và những người chỉ theo dõi qua màn ảnh nhỏ là một đặc điểm của bóng đá hiện đại. Điều này đã được chứng minh tại sân vận động Tottenham vào tuần trước khi toàn bộ khán đài phía nam hô vang tên của Brendan Rodgers một cách đầy tự hào. Một cầu thủ gần đây đã bị những người tự nhận là fan của gà trống thành luân đồn phỉ báng trên mạng xã hội. Đó cũng là ở Anfield, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất của nhiệm kỳ Roy Hodgson, Đức Cúp không bao giờ công khai hát rằng ông nên bị loại bỏ, bất kể những chiến binh bàn phím khăng khăng thế nào. Nhưng không nơi nào rõ ràng hơn là ở các trận đấu trên sân nhà của Manchester United. Ở đó, niềm tin là thứ được gieo trồng từ người cha già đáng kính Sir Alex. Thế nhưng liệu bầu không khí cầm chừng ấy
có che đậy được sự thật rằng mùa giải thứ 3 của Ten Hag đang trên bờ vực sụp đổ. Sự ủng hộ dành cho Erik Ten Hag đã bốc hơi hoàn toàn sau thời điểm tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của ông tại Man United. Luis Van Gaal tại vị trong 2 năm, Jose Mourinho tại vị trong 2 năm và 5 tháng trước khi ông ra đi vào cuối năm 2018, ông cũng đã ký một hợp đồng mới vào đầu năm đó. Ole Gunnar Solskjaer quản lý trong 2 năm và 10 tháng, ông cũng đã ký một hợp đồng khác vài tháng trước khi mất việc. Bây giờ thì sao đối với Erik Ten Hag sau 2 năm và một vài tháng trong vai trò là huấn luyện viên trưởng của Manchester United? Chủ nhật là thời điểm tồi tệ nhất dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan, còn tệ hơn cả trận thua 4-0 trước Palace vào tháng 5 của mùa giải trước. Khi đó, đội của ông đã bị tàn phá bởi chấn thương, nhưng bây giờ thì không. Thất bại 3-0 vào chủ nhật có nghĩa là United đã thua liên tiếp các trận đấu tại Premier League mà không ghi được bàn thắng nào trên sân nhà, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021. Ten Hag sau khi xem xét lại vào mùa hè, hợp đồng của ông được gia hạn thêm 1 năm cho đến năm 2026 sau khi đạt thành tích cao sau trận chung kết FA Cup là đánh bại Manchester City. Nhưng mùa giải này đã bắt đầu một cách tồi tệ. Mối lo ngại của ông về chấn thương là có thật vào mùa giải trước khi hàng phòng ngự bị hủy hoại. Nhưng bây giờ ông đang tung ra một đội hình đã được xây dựng sau 3 năm cầm quyền với giá trị hàng trăm triệu. Và giống như tất cả các huấn luyện viên trước, United dường như không còn đủ sức để thách thức danh hiệu sau 2 năm Ten Hag nắm quyền nữa. Quên danh hiệu đi, đội bóng hiện tại có vẻ chỉ đủ sức thống trị một trận đấu duy nhất tại Premier League. Và khi United gặp một đội bóng chất lượng như Liverpool hay Spurs, họ có thể sụp đổ một cách nhanh chóng. Đối thủ biết rằng Manchester United có thể bị hạ gục ngay từ những giây đầu tiên. Trong mọi trường hợp, sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho huấn luyện viên đã bốc hơi. Sự ủng hộ đó là nhờ chiến thắng trong trận chung kết FA Cup hoành tráng, được coi là một trong những kết quả quan trọng nhất trong lịch sử của United. Một cơ cấu sở hữu mới và hoạt động mới được đón nhận nồng nhiệt trong kỳ chuyển nhượng, cả về người đến và người đi. United là câu lạc bộ rất lớn, cũng chịu áp lực rất lớn, nhưng họ không phải là gã khổng lồ bóng đá duy nhất trên thế giới chịu áp lực phải thắng mọi trận đấu. Tỷ phú Sir Jim Ratcliffe thường xuyên yêu cầu người hâm mộ phải kiên nhẫn. Và như đã nói, vẫn sẽ không có những tiếng hô vàng Ten Hag out, vì đó là văn hóa của United. Nhưng thất bại thì không phải là văn hóa của họ. Một lần nữa cả thế giới lại đặt ra câu hỏi, nếu sa thải Ten Hag, ai sẽ là người dũng cảm thay thế ông? Và liệu rằng bao lâu nữa quỷ đỏ mới có thể trở lại với vị thế vốn có đây?